chiến dịch phản công đường chính Nam Lào đánh dấu bước phát triển mới về chiến thuật của quân đội nhân dân Việt Nam. Không giống như bất kỳ trận đánh nào trước đó, quân đội ta đã từ bỏ chiến thuật cũ và tiến hành phản công theo kiểu chiến tranh quy ước truyền thống. Lần đầu tiên, ta mở các đợt tấn công lớn bằng bộ binh với yểm trợ của thiết giáp và pháo binh hạng nặng, đè bẹp các vị trí của quân đội Sài Gòn. Sau 52 ngày đêm của chiến dịch, quân và dân ta phối hợp với quân dân nước bạn Lào đã đánh tan cuộc hành quân Lam Sơn 719, giành thắng lợi vang dội trên chiến trường. Cuộc thí nghiệm đầu tiên của chương trình Việt Nam hóa đã thất bại thảm hại. Chiến dịch Lam Sơn 719 làm tiêu tan những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn và phá tan sự tự tin đã được xây dựng trong 3 năm trước đó. Nhà lý luận quân sự Brian Jenkins gọi đây là một thảm họa lớn nhất của quân đội Sài Gòn.